trong bài ngày hôm nay mình sẽ sửa một bài viết hoàn thiện của một học sinh đã gửi trong lớp học essential của chúng ta và trong bài viết này thì mình sẽ có một số phân tích và từ đó mình sẽ sửa những lỗi sai và từ những lỗi sai mình sửa thì mình sẽ thì mình hy vọng là các bạn cũng sẽ có được những tích lũy riêng cho bản thân à, đầu tiên là phần mở bài à đầu tiên là phần câu hỏi với những bạn nào mà chưa biết câu hỏi là gì thì mình sẽ tóm tắt là như sau đó là một vài người tin rằng Học ở trường đại học hoặc là cao đẳng là con đường tốt nhất để dẫn đến thành công à, Trong khi đó một vài người khác lại nghĩ rằng sẽ tốt hơn để có một công việc ngay sau khi trường cấp 3 Hãy bày bình luận và yêu cầu của đề bài đó là bình luận hai ý kiến này và đưa ra quan điểm cá nhân của các bạn à, Vậy thì trong đầu tiên là mình phân tích ở tổng thể của bài văn này như sau à, Bài văn này thì đáp ứng được à, yêu cầu của đề bài tức là người viết đã dành một khổ để phân tích ý tưởng đầu tiên và trong khổ thứ hai của phần thân bài thì người viết đã vừa phân tích ý tưởng còn lại vừa phân tích quan điểm còn lại và đồng thời cũng đã đưa ra quan điểm cá nhân luôn à, tại sao mình biết là bởi vì mình nhìn thấy đó là cụm từ I am convinced, start. có nghĩa là tôi tin rằng tức là vừa đưa ra ý tưởng cá nhân vừa phân tích nội dung còn lại sau đó thì có một đoạn kết luận nhấn mạnh lại ý tưởng cá nhân một lần nữa Ok, vậy thì đó là tổng quan về bài viết thì có thể thấy rằng là đoạn bài viết đã đáp ứng được yêu cầu của đề bài và phân chia đoạn văn rất là rõ ràng vừa phân tích, vừa đưa ra quan điểm cá nhân Vậy thì cái dàn bài này thì mình đã nhấn mạnh rất là nhiều trong khóa học Essential của chúng ta Chúng ta đã có hai bài viết liên quan đến dạng discussion và cả hai bài viết đều dùng một dàn bài thì mình hy vọng là các bạn đã à, nhớ được cái dàn bài này À, về phần mở bài thì mình có một nội dung như sau à, thì người viết đã có nội dung như sau một vài người đưa ra quan điểm rằng đó là tiếp tục học à, bằng việc đến trường đại học là đảm bảo cho một uh, sự việc thành công một sự nghiệp thành công một người khác lại nghĩ rằng đó là kiếm một công việc thì là một công việc là một sự lựa chọn tốt hơn à, về phân tích thì mình nghĩ rằng đó là người viết đã có một số cái paraphrase cụm từ paraphrase khá là tốt đó là continuing education hay là study beyond high school level có đều có nghĩa là học ở trường đại học như vậy là về mặt từ vựng là không có thì mình thèm thấy khá là ổn tuy nhiên là có một số lỗi sai ví dụ như là từ straight chẳng hạn straight có nghĩa là trạng từ rồi cho nên là không cần straightly nữa và mình sẽ bổ sung thêm đó là straight after high school tại sao mình lại phải viết đầy đủ ra là bởi vì trong phần mở bài thì người đọc họ không có được bối cảnh cụ thể Cho nên chúng ta phải viết cụ thể nhất có thể à, Sau đó, sau khi đã viết được cụ thể như thế này rồi Thì ở trong phần thân bài các bạn nói viết là getting a job Thì người đọc sẽ tự hiểu đó là getting a job after high school Ok, vậy thì tóm tắt lại đó là trong phần mở bài Các bạn không nên mặc uh, định là người hiệu, người đọc hiểu cái gì Mà cần phải viết rất là chi tiết như thế này ra Và thứ hai đó là stress là trạng từ có một số cái tính từ, có một số trạng từ rất là rõ ràng ví dụ như là từ early chẳng hạn, early hay là fast chẳng hạn, thì đối với những cụm từ này thì nó là vừa là trạng từ vừa là tính từ luôn. thì khi chuyển sang trạng từ thì vẫn là fast vẫn là early hay là straight thì nó là trạng từ sẵn rồi, cho nên không cần phải straightly nữa, thì mình nhấn mạnh như vậy thôi ở đây favorable thì có chữ u cũng được mà không có chữ u cũng không sao đây là anh anh và anh mỹ thôi à, ở đây thì mình thêm từ more đi để mà thể hiện rằng đây là một sự lựa chọn tốt hơn chứ không phải là sự lựa chọn duy nhất à, sau đó thì trong phần đoạn văn đầu tiên thì người đọc đã có quan điểm như là có một vài lý do tại sao mà học sinh nên học ngay sau khi à nên đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trường cấp 3. ở đây thì mình muốn sửa lại một chút đó là student choose choose to work after graduating high school graduating from high school đi from high school. Ok và lý do lý do đầu tiên đó là học sinh có thể kiếm được tiền bằng việc làm việc ngay lập tức. Ở đây thì mình muốn thêm từ more đi để cho nó rõ ràng, bởi vì ngay cả học sinh trường đại học hay là học sinh trường cao đẳng họ vẫn có thể kiếm tiền bằng những công việc uh, bằng những công việc uh, làm thêm chẳng hạn. Uh, cho nên là mình sẽ dùng từ mình sẽ không mình sẽ nhấn mạnh đó là by working. Và mình không thể dùng mình không muốn dùng từ working nữa mà mình sẽ by starting to work. starting to work full time. Ok. Như vậy thì mình đã làm cái sự phân biệt rất là rõ ràng rồi làm việc full time thì không thể thì sẽ rất là phân biệt ngược lại so với những học sinh mà học trường đại học. À, như mình vừa nói đó là học sinh trường đại học vẫn có thể làm vẫn có thể vẫn có thể kiếm được tiền. Tuy nhiên là nếu mà một học sinh nếu mà một người mà làm việc full time thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là một học sinh làm part time ở trường đại học. À, và đó là quan điểm đầu tiên. À, S-result ở đây là cụm từ cố định không phải S-result mà là Szerizant, S S-a-result. Ok, học và người học và người viết đã nói một quan điểm như sau đó là họ đã trở nên độc lập về mặt tài chính khỏi gia đình. Ở đây thì mình có sửa như sau, đó là mình sẽ tạm thời bỏ cụm từ from family đi. Independent from family cũng đúng, nhưng mà mình muốn bổ sung thêm như sau. Financially independent and able to provide for family. Tại sao mình muốn dùng từ provide for là bởi vì đây là cụm từ khá là hay mà mình đã giới thiệu trong khóa học rồi cho nên mình muốn dùng được luôn. Và mình muốn và mình cũng đồng thời mình muốn mở rộng câu này ra một chút cho nó đỡ ngắn quá. Tiếp theo là cũng sau đó sang sang ý tưởng số 2, người đọc, người viết có nói như sau đó là à, trong cái câu này thì người viết có vẻ là hơi bị tối ý và mình đọc cũng không có hiểu lắm, người viết có ý nghĩa gì. Nhưng mình tạm tạm hiểu đó là muốn nói rằng muốn nói rằng đó là làm việc sớm thì sẽ thăng tiến nhanh hơn trong công việc. Cho nên cả câu này mình sẽ xóa đi và mình sẽ sửa lại như sau. Mình viết rằng mình viết rằng đó là working early helps um help them to progress more quickly in their career. Ok, vậy thì mình đã sửa lại thành một câu rõ ràng hơn, đó là uh, làm việc sớm hơn thì giúp bọn họ, họ ở đây tức là học sinh uh, Uh, tiến thăng tiến nhanh hơn trong nghề nghiệp của họ. Ở đây là mình dùng từ them là bởi vì là trong cả phần phía trên là mình không có đề cập đến một danh từ nào khác cả mà chỉ có mỗi student mà thôi. Cho nên là mình dùng từ them là người học có thể hiểu được rõ. Ở đây thì người viết nói một câu đó là due to the fact that chắc là face ở đây là sai, due to the fact that. Tuy nhiên là kể cả các người viết còn viết rằng là due to the fact that thì câu này vẫn bị sai là bởi vì due to the fact that là một Trạng từ thôi là một trạng ngữ thôi. Cho nên là không thể nào mà đứng đầu câu được. Cho nên là mình sẽ bỏ đi và mình sẽ viết lại đầy đủ như sau. Mình viết rằng this is due to the fact that. Ok, vậy thì đây mới là câu đầy đủ. Bởi vì due to the fact that nó cũng giống giống như một cái câu đó là because vậy. Cho nên là các bạn không bao giờ thấy because đứng đầu câu cả mà phải viết đầy đủ đó là this is because hoặc là this is due to the fact that đó là càng nhiều kinh nghiệm hay là kỹ năng thực tế mà một nhân viên có thì càng nhiều mức cương lương cao hơn mà người này nhận được Ok, vậy thì chuyển sang sau đó thì người viết đã chứng minh một chứng minh quan điểm này bằng một ví dụ Và đến đây thì mình khuyên à, mình nghĩ rằng là các bạn nên dừng video lại một tẹo và bắt đầu đọc ví dụ để phân tích xem đó là cái ví dụ này thì có vấn đề gì và theo các bạn là có thể nên chỉnh sửa hay là bổ sung ví dụ này bằng cách nào? OK, các bạn nên dừng video lại một tẹo để đọc ví dụ này trước một chút. OK, à vậy thì nếu mà các bạn đã dừng video lại và thì mình sẽ đưa ra đáp án như sau. Thì mình có bình luận đó là cái cái ví dụ này không phải là quá tệ, ví dụ này cũng hay, cũng có ý tưởng. Tuy nhiên là nó lại không quá là liên quan so với cái à, cái lập luận mà người viết đã đưa ra ngay phía trước. Cho nên là mình sẽ xóa cả ví dụ này đi và mình sẽ viết lại đầy đủ như sau à, đầu tiên thì mình đã viết trước đã sau đó thì mình sẽ dịch lại sau mình vẫn giết viết rằng đó là for instance for instance uh, my friend mình ở đây thì người viết đã đề cập đến đó là đầu tư vào bất động sản thì mình vẫn dùng ý tưởng này đó là mình viết như sau đó là bạn của tôi uhm. My friend, uh, my friend did not enter university and chose to make a living as a. Mình cứ viết trước đã, sau đó thì mình sẽ phân tích và dịch lại sau vì mình vừa viết mà mình vừa phân tích thì nó sẽ không có được rõ ràng lắm. Uh, make a living as a real estate. Uh, as a real estate salesman Real estate salesman Salesman có S ở đây After graduating from high school From high school Chấm, hết câu Sau đó thì mình nhấn mạnh lại rằng đó là người này Sau đó nó trở thành một doanh nhân thành công He later Has become A successful entrepreneur thanks to experience that he has acquired from in his career. So, don't like in other words. In other words, right, có nghĩa là đến trường đại học hay là vào trường đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Và mình không muốn dùng từ not và để mà phủ định thì mình sẽ dùng cụm từ đó là It is unlikely that going to university is the only way, only path to success. Ok, vậy thì mình có phân tích như sau mình có phân tích đó là ở đây ở đây người viết nói là đầu tư vào bất động sản tuy nhiên là bạn đã trở thành một người giàu nhất trong lớp của tôi ok không có vấn đề gì cả tuy nhiên là mình muốn nhấn mạnh lại rằng đó là người này đã thành công nhờ vào những cái kinh nghiệm mà người này đã có được trong sự nghiệp thì cái ví dụ này nó sẽ tương ứng hơn so với cái lý do mà người đọc mà người viết đã đưa ra phía trước đó là càng có nhiều kinh nghiệm thì người này càng thành công như vậy thì cái ví dụ mà mình vừa bổ sung vừa thay thế thì mình nghĩ rằng là nó sẽ liên quan hơn, liên quan một cách trực tiếp hơn so với cái ý tưởng mà người viết đã bổ sung. Cho nên là mình quyết định đã thay thế cả ví dụ luôn và đã chỉ lấy cái ý tưởng thôi và mình đã thay thế ý tưởng này và mình đã viết lại ý tưởng này bằng một câu khác. À, và ở đây mình nhấn mạnh lại mình bổ sung thêm đó là sau khi đã viết xong một ví dụ thì mình đã tóm tắt ví dụ này lại bằng cụm từ in other words bởi vì mình cảm thấy đó là viết xong một ví dụ khá là dài và mình không tóm tắt lại thì làm cho người đọc cảm thấy hơi khó hiểu, hơi trông xinh một chút cho nên mình đã tóm tắt lại một chút đó là uh, đi vào trường đại học không phải là con đường duy nhất đến thành công. Đây là mình đã phủ định bằng cụm từ it is unlikely that, khá là hay. Cho nên mình đây là cũng là cụm từ mà các bạn có thể tích lũy được. Ok, đó là xong đoạn văn đầu tiên, chuyển sang đoạn văn số 2 là người viết uh, vừa phân tích ý tưởng số 2, vừa đưa ra quan điểm cá nhân. Và người viết đã nói như sau Đó là tôi tin rằng đó là có lợi hơn để học ở trường đại học à, Về mặt phân tích thì Đầu tiên đó là nếu mà các bạn đã dùng beneficial to Thì phải là to verb tức là động từ ở dạng nguyên thể Tức là to study à, Tuy nhiên là câu này mình cảm thấy cũng chưa phải là Quá là xuất sắc cho nên là mình sẽ viết lại như sau Mình sẽ xóa hẳn đi, viết lại đó là Study university is more beneficial to the majority of the young. Tại sao mình lại phải dùng cụm từ beneficial? Thiếu chữ y, beneficial. Tại sao mình lại phải dùng cụm từ the majority? Cái lý do là bởi vì majority có nghĩa là đa số, có nghĩa là phần lớn. Là bởi vì là cái này, cái việc đến trường đại học này chỉ là có lợi đối với phần lớn mà thôi, chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Bởi vì mình có nói ở phía trên đó là đi đến trường đại học không phải là con đường duy nhất đến thành công. Vậy thì trong đoạn văn số 2 này thì mình muốn nói rằng đó là đi đến trường đại học là có lợi đối với phần lớn, chứ không phải là đúng với tất cả. Như vậy là mình đã đưa ra một quan điểm khá là cân bằng, không quá là phản bác so với đoạn văn phía trên. À, cho nên là mình có thêm cụm từ đó là từ majority of the young Hay là các bạn muốn dùng từ đơn giản hơn thì dùng từ most of the young cũng được Như vậy là mình đã giảm cái độ khẳng định trong câu mở bài Và đã tạo nên một cái quan điểm khá là cân bằng so với đoạn văn đầu tiên Sau đó thì người viết đã nói ra quan điểm đầu tiên đó là Đối với những cái công việc phức tạp và yêu cầu kỹ năng cao Highly skills, ý chắc ý người viết tức là à, cái kỹ năng cao cho nên là mình sẽ sửa lại đó là highly skilled. skilled the uh, highly skilled. Highly skilled mà có s ở đây thì nó lại không có nghĩa gì cả. Cho nên là nếu mà muốn nhấn mạnh công việc có kỹ năng cao thì phải highly skilled. Ok. Ở đây thì mình thì người đọc thì người viết có nói rằng nó là giám đốc yêu cầu nhân viên phải có được những cái kinh nghiệm có kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Mình cảm thấy đó là kinh nghiệm thực tế, đó là kỹ năng thực tế thì không quá là khác so với cái kinh nghiệm mà tích lũy được trong trong quá trình làm việc. Và vì vậy thì nó không quá là không quá là phân biệt rõ ràng lắm so với đoạn văn đầu tiên. Cho nên là để có thể phân biệt được với knowledge ở trong công việc với knowledge trong trong trường đại học thì mình sẽ dùng cụm từ đó là academic knowledge. À, cho nên là để có thể phân biệt rõ ràng hơn so với knowledge mà trong đoạn văn đầu tiên thì mình thêm từ academic. Tuy nhiên, có câu này mình vẫn chưa ưng ý lắm ở đặc điểm đó là, à, đó là cái tân ngữ ở đây đó là cái trọng tâm của cả câu. Và nếu mà các bạn muốn miêu tả cái tân ngữ là trọng cận là trọng tâm, thì các bạn không nên dùng một chủ ngữ thiên như thế này, chủ ngữ cộng với động từ cộng với tân ngữ như thế này, mà các bạn nên dùng ở dạng bị động. À, khi mà dùng ở dạng bị động thì tân ngữ đứng ở đầu câu thì khi đó thì tân ngữ sẽ là trọng tâm của cả câu à, cho nên là câu này mình sẽ viết ở dạng bị động và tập trung vào cụm từ academic knowledge ok mình sẽ viết lại như sau đó là academic knowledge mà được tích lũy qua trường đại học được tích lũy thì mình không dùng từ gain acquire nữa mà mình dùng từ khác theo bạn là từ gì à, mình sẽ dùng từ gain đi which uh, we can only be gained can only be gained via via university education is still still required ok như vậy thì mình đã viết ở dạng bị động để nhấn mạnh lại rằng đó là cái kiến thức hàn lâm mà chỉ có thể tích lũy được thông qua trường đại học vẫn được yêu cầu như vậy thì mình đã làm một cái quan điểm Academy knowledge này nó khá là rõ ràng so với quan điểm của đoạn văn đầu tiên à, chứ nếu mà các bạn viết là knowledge and practical skills thì mình cảm thấy đó là cái quan điểm này nó không quá là rõ ràng so với nó vẫn bị trùng lập so với quan điểm đầu tiên trong, ở trong đoạn văn đầu số 1 ok vậy thì sau đó thì người viết đã à, viết thêm một ví dụ và cái ví dụ này mình cảm thấy đó là khá là ổn rồi mình không có bổ sung gì thêm à, tuy nhiên là đối với từ to, to become a doctor thì cái từ to này khá là dùng trong văn nói nhiều hơn Cho nên để cho văn viết Mình muốn mình khuyến khích mọi người viết đầy đủ ra đó là In order In order to become a doctor Chứ nếu mà mỗi từ to thôi thì hơi bị informal một tiệm à, Chuyển sang ý tưởng số 2 Người viết có nói rằng đó là Bằng cấp thì giúp học sinh để có được một công việc secure job à, câu này cũng khá là ổn, mình vẫn hiểu nội dung của người viết nghĩa là gì tuy nhiên nó là nó không quá rõ ràng cái vấn đề lại là, là như vậy nó là ý tưởng thì là có tuy nhiên là không rõ ràng là bởi vì là sau khi tốt nghiệp trường cấp 3 các bạn vẫn có thể kiếm được một công việc tuy nhiên là đây là bằng cấp Giúp học sinh có được những công việc tốt hơn cơ công việc xuất sắc hơn thì mình nghĩ là cần phải sửa thêm skill more decent job tức là có một công việc gọi là ngon nghề hơn ổn thỏa hơn so với những người mà không có bằng cấp đại học ok vậy thì à, mình sẽ dùng cụm từ này để làm rõ ràng hơn so với quan điểm ở đoạn số một à, tiếp theo mình sau đó thì người viết đã dùng ok mình sẽ bổ sung thêm đó là không chỉ là một công việc ngon nghề mà mình đã bổ sung thêm đó là addition job in an competitive job market Ok, như thế này thì lại còn rõ ràng hơn nữa Đó là có một công việc ngon nghề hơn Trong một công cho một thị trường lao động, động ngày càng cạnh tranh Ngày càng thì các bạn có thể thêm cụm từ đó là More and more hay là increasingly Đây là cụm từ mình đã dùng khá là nhiều trong Classroom uh, Trong khoa học Essential rồi Thì chắc là các bạn cũng đã quen với từ increasingly Có nghĩa là ngày càng cái gì đó Sau đó thì người viết đã uh, chứng minh bằng một ví dụ và người biết nói rằng đó là ví dụ đó là rất là nhiều công ty mà yêu cầu học mà yêu cầu nhân viên uh, uh, yêu cầu nhân viên to graduate university tốt nghiệp trường cấp ba tốt nghiệp đại học với cái điểm gpa là 3.2 kết quả là s a result hay là các bạn đã dùng từ vẫn lại vấn đề đó là s result chứ không phải s result uh, s result và các bạn sẽ viết thêm đó là Consequence thay thế bằng s đi nếu các bạn cảm thấy không tự tin lắm thì lúc nào các bạn cũng có thể tra từ điển ups không có ok giả sử như các bạn có được uh, mạng online thì các bạn sẽ tra từ điển và các bạn có thể thấy rằng đó là result s result thì phải là a result chứ không phải là the result và các bạn không thể nào mà viết bừa bãi đó là lúc thì dùng the lúc thì dùng a được bởi vì đây là cụm từ cố định s result thì trừ khi là học sinh đáp ứng những yêu cầu này thì họ không thể nào đi đến được những cái vòng tuyển dụng tiếp theo. Ok, à, ý tưởng cũng ok vẫn khá là hay rõ ràng. Tuy nhiên mình có sửa thêm một về mặt từ vựng đó là access. thì động từ thì không có giới từ to. cái lỗi này khá là nhiều bạn sai. mình sẽ sửa như sau đó là cái nếu mà là động từ access thì không có to không có giới từ gì cả. access uh, access something nhưng mà nếu mà các bạn dùng từ access này như là một danh từ thì phải là dùng từ to have access thì lúc này thì mới là có giới từ to tức là access mà là dùng động từ thì không có giới từ gì cả dùng như một dạng danh từ thì mới có giới từ to ok vậy thì đây là lỗi sai khá là nhiều trong classroom cho nên mình muốn nhấn mạnh lại để cho nếu mà bạn nào có mắc phải thì cũng sửa được luôn à, đến đâu rồi mình tìm lại một tiệm ở đây Uh, they cannot access other recruitment ground thì nói chung là mình hiểu ý bạn là gì tuy nhiên là câu này mình cảm thấy mình vẫn chưa có other thì nên thì có s ở đây uh, thì mình cảm thấy đó là viết chưa được chuyên nghiệp lắm viết chưa được hay lắm thì mình sẽ sửa lại bổ sung thêm một câu như sau tức là các bạn viết nguyên bản cũng không sao mình chỉ bổ sung nếu mà các bạn là muốn viết hay hơn thì mình sẽ sửa như sau may uh, có thể sẽ bị trượt vòng đơn trượt vòng đơn vòng đơn là vòng gì trượt thì đầu tiên mình dùng chụp field vòng đơn thì đơn có nghĩa là resume, resume, à, screening, screening interview, interview hay là process cũng được cái vòng đơn tức là bị trượt vòng đơn, trượt vòng đơn tức là không đạt đến cái vòng tuyển dụng tiếp theo thì cái câu này nó chuyên nghiệp hơn một chút, ok à, cho nên là nếu mà các bạn dùng nguyên bản thì mình cũng không có ý kiến gì nhưng mà nếu mà các bạn muốn viết hay hơn thì nên viết câu này May failed resume screening process hay là interview fail không cần phải chia quá khứ cuối cùng thì học sinh có thể thu được nhiều mối quan hệ hơn trong các khóa học ở trường ở trường thì ở đây các bạn có thể dừng video lại một tẹo và phân tích xem đó là câu này thì có vấn đề gì à, ok nếu mà các bạn đã dừng video rồi thì mình có thể chữa luôn ở đây có một số lỗi là mình muốn sửa đó là các bạn, đó là người viết dùng từ school School ở đây rất là, dùng nếu mà dùng từ school thì rất là tai hại Là bởi vì school là chúng ta cần phải phân biệt rõ school trường cấp 3 với cả school với cả trường đại học Cho nên là mình muốn sửa lại thành university and college or college bởi vì trong đoạn văn số 2 này chúng ta tập trung là miêu tả những học sinh mà tốt nghiệp trường cấp 3 rồi và bắt đầu học ở trường đại học. Cho nên nếu mà các bạn dùng từ school thì chẳng khác gì như học sinh mà các bạn đề cập đến ở trong đoạn 1 cả. Cho nên là chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng là đây không phải là trường cấp 3 mà là trường đại học hoặc là cao đẳng. Và thứ tiếp theo đó là mình cảm thấy câu này có vẻ hơi khẳng định một cách mạnh mẽ quá và trong và cho nên là mình muốn giảm cái sự khách giảm cái sự chủ quan đi, tăng cái sự khách quan lên là mình sẽ tăng dùng cụm từ it is likely that. It is likely that. Ok tăng à, cái sự khách quan hay là nếu các bạn không muốn dùng is likely that thì các bạn có thể dùng câu đó là students are likely to gain more relationships uh, during courses at university or college ok, đã xong ở đây thì người viết có thêm một bình luận đó là càng nhiều mối quan hệ mà người ta có được thì càng thành công người ta trở nên ok, một cấu trúc bằng bằng, so sánh bằng bằng tương đối hay mình không có bình luận gì thêm trong câu này Uh, tuy nhiên là trong câu tiếp theo trong câu tiếp theo đó là người viết dùng từ in addition khi mà mình đọc cái cụm từ in addition ở đây thì mình có cảm giác đó là uh, người đọc đang có thêm một ý tưởng mới uh, tuy nhiên thì đây vẫn là một cái ý tưởng nằm trong cái ý tưởng đó là về một quan hệ thu được trong trường đại học cho nên là mình dùng từ in addition ở đây là hơi bị uh, hơi bị khó hiểu trong lúc ban đầu tức là đọc xong rồi thì mình hiểu ngay nhưng mà nếu mà dùng ngay ban đầu thì mình cảm thấy không được ổn lắm cho nên mình muốn dùng từ đó là từ meanwhile Trong khi đó Meanwhile It is significant easy to make friends at school Ở đây thì hai tính từ đứng cạnh nhau Không có ý nghĩa gì cả Cho nên mình bỏ từ significantly đi Ok uh, Và sau đó thì người viết lại thêm Lại dùng lại từ school lại Làm mình cảm thấy khó hiểu Mình lại sửa thêm lại đó là at university Chứ không phải là school Và ở đây lại là, là Esther consequent S-consequent chứ không phải ơi, nó cũng giống như S-reason vậy, S-reason chứ không phải s result OK, người viết có nói là người học không chỉ có thể nhận được bằng cấp mà còn có rất là nhiều bạn bè. Ở đây người viết dùng cụm từ cấu trúc nó only but also rất là hay, mình không có vấn đề gì cả về mặt cấu trúc. Tuy nhiên, đó là về cấu trúc này nếu mà muốn dùng hay hơn thì chúng ta cần phải có một sự uh, đó là tương xứng, một sự uh, tương xứng trong cấu trúc tức là sau so not only là một động từ thì sau so bất also cũng cần phải là một động từ cũng nên là một động từ thì, thì hơn nên là một động từ chứ còn nếu mà đã viết là sau so not only mà là một động từ receive rồi mà sau so bất also lại làm một danh từ thì nó rất là mình cảm thấy nó không được chuẩn chỉnh lắm, tức là không được hoàn hảo lắm, không được xuất sắc lắm trong về bản ngữ pháp. Cho nên là mình sẽ sửa lại thêm một chút. Đầu tiên là qualifications, mình muốn thêm S ở đây Và mình không dùng từ a number of friends nữa Mình sẽ xóa cả cụ từ đấy đi Mà mình sẽ dùng từ friendship à, đầu tiên mình sẽ bật wifi lên đã Nếu mà mình có một trang từ điển thì mình sẽ tra được luôn Friendship và ở đây là chúng ta có dùng từ make friends, tức là có được thêm bạn bè Nhưng mà có được tạo được những mối quan hệ mới thì chúng ta có thể dùng từ uh, establish Đây là cả một cụm từ collocation khá là hay, establish Establish, tức là thiết lập mối quan hệ mới Thì mình dùng từ many, đi many friendships Which may, đây mình dùng từ helpful Thì cần phải là maybe helpful to somebody in their future career không cần phải phải sc future career ok vậy thì đó là mình đã sửa xong rồi vậy thì trong cái ý tưởng cuối cùng này khá là khá như là nhiều lỗi à, tuy nhiên thì có một ưu điểm đó là ý tưởng khá là rõ ràng cho nên là mình không cần phải chỉnh sửa gì thêm về mặt ý tưởng mà chỉ cần chỉnh sửa uh, về mặt cách dùng từ và về mặt ngữ pháp mà thôi à, chuyển sang đoạn của, uh, kết luận nào kết luận thì mình người đi viết có nói là À, vì những lý do như trên, tôi tin rằng đó là học ở trường học cao lên sau trường cấp 3 đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển một nghề nghiệp thành công. Và quan trọng hơn thì là sẽ có một công việc sau khi trường sau khi tốt nghiệp. Ok, à, mình cảm thấy đó là hai cái ý tưởng này nó không quá là phân biệt, nó không quá là rõ ràng, không quá là khác nhau. Cho nên là nếu mà để tách ra làm hai câu thì mình cảm thấy nó hơi bị thừa và hai câu hai từ này nó cứ bị trùng nhau thế nào ấy cho nên là mình sẽ bỏ đi mình chỉ giữ lại cả cụm từ anh còn vinstat mà thôi về mặt nội dung thì mình vẫn sẽ lấy lại luôn đó là học ở trường cấp học học cao lên là là quan trọng và mình vẫn dùng cụm từ đó là play a crucial role mình vẫn sẽ dùng cụm từ này nhưng mình sẽ viết lại như sau đó là higher education đóng một vai trò vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển một người nghiệp thành công still plays a crucial role crucial tức là quan rất là quan trọng cụm từ này mình cũng đã dùng khá là nhiều trong khóa học của chúng ta thì các bạn có thể tham khảo thêm crucial role in trong việc phát triển một nghề nghiệp thành công đấy cho nên là in develop ở đây là cũng là sai Chỉ phải là in developing in developing A successful career thì các bạn muốn dùng như là một trạng từ Successfully developing hay là successful career cũng được không có khác biệt gì đâu cả career ok chuyển sang ý tưởng tiếp theo đó là tốt hơn là nên có một công việc thì mình sẽ nói như sau đó là student để liên kết thì mình sẽ dùng thêm dùng thêm từ đó là từ therefore therefore dùng như một trạng từ should study nên học ở trường cấp 3 sau khi tốt nghiệp trường à nên học ở trường đại học xin lỗi các bạn đó là nên học ở trường đại học should study at university after graduation from high school high school ok như vậy là mình đã ghép được hai ý tưởng này vào làm một câu khá là mạch lạc uh, rõ, rõ ràng rõ ý À, không bị rầm rà à, Như vậy thì mình đã Sửa lại một bài viết khá là Sai khá là nhiều lỗi Tức là mình cảm giác như là không bị sai nhiều lỗi lắm Nhưng mà hóa ra là sửa rất là nhiều Nhưng mà về cơ bản là mình chỉ sửa Về cách dùng từ này, về cách à, Ngữ pháp à, Và mình ở đây một cái sửa lớn nhất Đó là mình sửa lại cả một ví dụ Và sửa thứ hai là Đó là mình sửa lại cả một à, Phần kết luận và sửa khá là nhiều Trong phần ý tưởng cuối cùng này À, tức là đó là những cái phần đại tu từ những phần sửa lớn còn những cái phần sửa còn lại là mình sửa khá là nhỏ khá là lặt vặt à, như vậy thì một bài này một bản gốc thì mình nghĩ là sẽ được khoảng 5.5 đến 6 chấm nếu mà không bị sai quá là nhiều lỗi lặt vặt thì mình nghĩ là được sẽ sẽ được sẽ được 6 chấm nhưng mà vì sai quá nhiều lỗi đơn giản cho nên là sẽ chỉ được uh, ví dụ như là ở đây chẳng hạn uh, ở đây thì người đọc người đọc có một sai khá là lỗi đó là Tôi làm sao mà tìm được uh, for instance oh, đây 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 ví dụ ở đây có một lỗi sai đó là the most richest chẳng hạn đó đó cũng là một lỗi sai ngữ pháp rất là cơ bản nếu mà đi thi IELTS mà các bạn sai những cái lỗi như thế này thì rất khó để có thể vượt qua được ngưỡng 6.0 uh, cho nên là nếu mà các bạn chắc chắn là trong khi viết xong một bài viết thì cần phải dành khoảng 5 phút để mà sửa những cái lỗi. Nó quá là đơn giản như vậy. À, hoặc là lỗi dùng từ. Cho nên là bài gốc thì mình nghĩ là chỉ được à, sẽ được khoảng 5.5, nếu mà sửa được những lỗi cơ bản thì sẽ được thêm sẽ được thành 6. 6.0. À sau khi đã sửa xong những cái lỗi đại tu và những lỗi sửa sức cơ bản thì đã được lên thành 7.5. À, 7.5 là bởi vì dùng từ khá là ổn các cả các cái cụm từ này là các cái collocation establish many friendships chẳng hạn hay là acquire experience hay là successful entrepreneur chẳng hạn hay là acquire experience chẳng hạn đó đây là những collocation rất là hay và các bạn nên học về bản ngữ pháp thì bản thân cái bản gốc bản nguyên bản cũng đã dùng câu pháp khá là hay rồi tuy nhiên là bị sai tương đối là nhiều cho nên là tức là bị trừ đi tức là được thêm vài điểm ngữ pháp hay thì lại bị trừ đi mất điểm ngữ pháp sai. Cho nên là cũng không được là bao nhiêu. Cho nên là nếu mà các bạn nếu mà biết được là muốn một bài viết từ 5.5 mà muốn được thành 7.5 thì như thế nào thì các bạn phải tham khảo bài viết như thế này. đọc bản gấp sau đó thì đọc bản uh, chỉnh sửa. Ok. Vậy thì tóm lại mình sẽ có một số uh, mình sẽ có một số chú ý như sau, đó là trong quá trình viết một bài IELTS writing task 2 thì các bạn À, mình khuyến khích là các bạn nên viết các ví dụ bởi vì cách viết ví dụ đó là cách đơn giản nhất để có thể triển khai một ý tưởng. À, trong một bài này thì mình cảm thấy đó là người viết đã dùng khá là nhiều cách để mà chỉ mở rộng ý tưởng, ví dụ như là dùng for, for, for instance hay là dùng this, hay là dùng uh, this is due to the fact that, dùng because hay là dùng hay là nhấn mạnh đến as a reason chẳng hạn. hay As a consequence À, để mà đưa ra cái kết quả nhưng mà mình nghĩ rằng đó là cách đơn giản nhất để mở rộng ý tưởng đó là dùng một ví dụ và cái việc viết một ví dụ liên quan là vô cùng quan trọng và mình nghĩ rằng đây là cả một nghệ thuật luôn. Viết một ví dụ mà cảm thấy nó là nó thực sự liên quan đến cái ví dụ, với cái với cái quan điểm mà các bạn đưa ra. À, tiếp theo đó là cái ví dụ không cần phải quá là phức tạp hay là quá là thực hay là quá là xuất sắc hay là cái ví dụ đó không cần phải là thực tế mà chỉ cần phải là liên quan là được cho nên là nếu mà các bạn có cơ hội tập trung viết một ví dụ phải là liên quan và cuối cùng là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cái quan điểm các ví dụ cá nhân các ví dụ mà các bạn trong cuộc sống mà các bạn gặp phải không vấn đề gì hết là bởi vì trong cái đề bài IELTS đó là bọn họ cho phép hoặc thậm chí khuyến khích đó là, là chúng ta nên bổ sung các ví dụ từ kiến thức và cái kinh nghiệm thực tế mà các bạn có được cho nên là mình khuyến khích các bạn dùng các ví dụ cá nhân. Ok, vậy thì quay lại bài này, đó là mình muốn nhấn mạnh thêm đó là bài này viết khá là ổn, viết rất là hay, triển khai ý tưởng rất là tốt. À, tuy nhiên rất là đáng tiếc đó là vì sai quá nhiều lỗi rất là cơ bản. À, về lỗi ngữ pháp, lỗi dùng từ, lỗi dùng từ hay là có một số câu rất là viết rất khó hiểu. Như là cái câu gì mình sửa cả câu đó. À đấy, ví dụ câu này chẳng hạn. À, câu này câu gốc của bạn đó là working early thì process gì gì đó nếu mà mình đưa ra cho một người nước ngoài mà họ đọc câu này là họ đơ luôn, họ không hiểu gì, bạn viết gì luôn. À, cho nên là nếu mà các bạn viết ra những câu này mà trong bài thi thật thì sẽ mất rất là nhiều điểm. Hay là mất phải mắc phải sai những cái lỗi ngữ pháp hay là due to the fact that mà đứng đầu câu chẳng hạn, thì đây là một câu không hoàn chỉnh cũng là một cái lỗi ngữ pháp rất là nghiêm trọng. À, cho nên là nếu mà kể cả các bạn viết một bài khá là hay, uh, hoàn thiện, tuy nhiên là lại mắc phải những cái lỗi như vừa rồi thì rất là đáng tiếc là bởi vì các bạn đã mất rất là nhiều công để mà viết ra một bài viết như thế này mà lại bị trừ điểm ngữ pháp thì mình cảm thấy rất là đáng tiếc à, cho nên là khi mà đi thi thật các bạn nên dành ra khoảng 5 phút hoặc là hai ba phút thôi cũng được để mà sửa lại đọc lại bài viết của các bạn à, và chỉ nhờ những cái sửa đó thôi chỉ nhờ hai ba phút cho đến năm phút thì thôi là các bạn có thể đẩy đẩy lên được từ bài này từ 5.5 lên thành 6 chấm một cách rất là dễ dàng thậm chí là được 6.5 Bài viết này nếu mà bài nào người nào chấm Hoàn toàn có thể được 6.5 Nếu mà không sai những cái lỗi ngữ pháp Như mình đã sửa trong bài này ngày hôm nay Ok vậy thì đó là một số bình luận Một số lỗi ngữ pháp Và một số khép chỉnh sửa à, Nếu mà các bạn cảm thấy bài này vẫn có thể Sửa thêm được một chỗ nào đó Thì các bạn có thể để lại trong phần bình luận Và trong bài tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục Chữa một bài thứ hai Cũng trong chủ đề này nhưng mà lại sai một lỗi khác À cũng đáng tiếc như vậy cho nên là chúng ta sẽ có thể học được khá là nhiều lỗi sai trong cùng một chủ đề à, và hẹn gặp các bạn hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo